Ngày 29 và 30 tháng 4 tới, U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ tranh tài tại giải tứ hùng Cup Việt Hùng Sport trên sân nhà. Đây được coi là cuộc thử lửa quan trọng của đội bóng xứ Thanh hướng đến giải đấu chính thức diễn ra vào tháng 6 tới. Những ngày này, thầy trò đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa vẫn đang tập luyện rất tích cực để đạt điểm rơi phong độ hướng đến giải đấu giao hữu trên sân nhà. Hàng ngày, U11 Thanh Hóa tập luyện 2 buổi, trong đó buổi sáng là buổi tập chính với các bài tập kỹ chiến thuật kèm thể lực và buổi chiều tập tăng cường các bài tập kỹ thuật. Theo chia sẻ của ban huấn luyện đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa, tiền thân của đội chính là đội hình U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã tham gia giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2021 tại Thanh Hóa. Trải qua quá trình tập luyện, liên tục sàng lọc và tuyển chọn qua các chương trình tuyển sinh, festival bóng đá hay giải bóng đá nhi đồng cúp báo Thanh Hóa. Cho đến nay, U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã định hình được những con người chủ chốt để chuẩn bị cho hành trình chinh phục mục tiêu tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2023. Bên cạnh những đàn anh như Khải Nguyên, Bảo An, U11 Việt Hùng Thanh Hóa còn có sự phục vụ của những cầu thủ được đôn lên từ đội U10 như Minh Quân, Xuân Trường hay Gia Bảo. Đây là những thành viên đội U9 đã giành kỳ tích á quân tại giải U9 toàn quốc năm 2022. Nhằm hướng tới thành tích tốt tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2023, U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã được tạo điều kiện tập huấn tại các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên và Hải Dương. Tới đây, ngày 29 và 30 tháng 4, Việt Hùng Thanh Hóa sẽ tổ chức giải bóng đá tứ hùng với sự góp mặt của U11 TVT Bắc Giang, U11 Thái Bình và U11 TVT VSH. Theo huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Tuân, trong số các đội sẽ tham gia giải tứ hùng sắp tới U11 TVT VSH sẽ là đối thủ cùng khu vực với U11 Việt Hùng Thanh Hóa tại vòng loại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2023. Khoảng 2-3 năm trở lại đây, VSH đã dần khẳng định được thực lực của mình qua các giải U9 và U11 toàn quốc. À, qua giải này thì ban luyện sẽ đánh giá được chất lượng của các cầu thủ và tâm lý của vận động viên khi tham gia giải để chọn ra những các vận động viên có tinh thần thi đấu tốt nhất về kỹ thuật và chiến thuật để uh, chuẩn bị cho vòng loại tại quảng uh, nam đến nay các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho giải bóng đá tứ hùng cúp việt hùng sport năm 2023 diễn ra từ ngày 29 đến 30 tháng 4 ba đội bóng khách mời cùng đội bóng chủ nhà u11 việt hùng thanh hóa sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội vô địch